Ôi không, video của mình mất màu rồi. Nếu bạn muốn có màu lại thì đừng quên để lại cho video này một like nha. 3, 2, 1. Boom. Ok, chúng ta bắt đầu vào video nào. Tôi đã thực sự gửi cho 100 ca sĩ bài nhạc của tôi tự làm. Và đây chính là điều đã xảy ra. Các bạn ơi, các bạn đừng tua đến cuối video để các bạn xem kết quả nha. Thật ra là mình cũng cần các bạn giúp đỡ mình. Mình đã cố gắng tạo video này ngắn gọn nhất có thể rồi. Mình biết là các bạn xem thì các bạn cũng chả hiểu mình nói về cái nhạc lý hay là cách làm nhạc gì đâu, tại vì các bạn chỉ xem cho vui và giải trí thôi đúng không? Nhưng mà các bạn ơi, các bạn cũng dành một tí thời gian để các bạn xem hết toàn bộ video giúp mình nha. Các bạn ở lại các bạn nghe nhạc cũng được. Như vậy là giúp mình nhiều lắm rồi ha các bạn. Chứ các bạn tua đến cuối là mình khóc đấy nha. Hô 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 hô. Ok, trước điên đi các bạn. Mình sẽ tạo ra một cái nhạc chính chủ, ý là nhạc chính, cái âm điệu chính cho cái bài nhạc của mình. Thế đây mình đã không biết cái hợp âm nó là cái gì cả. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái easy các bạn, tức là nó sẽ tạo ra cho chúng ta hợp âm. Và chúng ta sẽ ấn bờ bờ thôi các bạn ơi, chứ thực ra mình cũng không biết nữa. Mà nếu bạn nào hỏi mình đang làm nhạc trên cái gì, để nếu như các bạn có hứng thú hay là các bạn có cảm hứng làm nhạc giống như mình ấy, thì đây chính là làm nhạc trên BandLab nha. Thì mình không quảng cáo gì hết nha các bạn ơi. Chỉ là nếu như bạn muốn hỏi mình thì mình chia sẻ thôi. Ok, sau khi có nhạc nền rồi thì mình sẽ bắt tạo ra những cái như bùm chì, bùm chì, bùm chì, bùm chì. Cái kiểu như là cái âm trống các bạn, hoặc là gọi là bass đi. Thì mình sẽ tạo ha. Cái này thì tạo cũng khá là mất thời gian các bạn, tại vì trong lúc này mình cũng đang tìm hiểu mà. Các bạn nghe thử nha. Yeah. Nghe nó rất là tệ luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kết hợp hai cái này nha. Ok, các bạn nghe chưa? Lần đầu mình làm thì nó như một cái mớ hỗn độn với các bạn, nó chả trùng hợp gì hết á. Thế nên là mình sẽ xóa đi làm lại nha. 2000 years later. Và đây là thành quả. Mình quên nói với các bạn là mình làm nhạc gì đúng không? Mình sẽ làm thể loại nhạc phong nha các bạn. Tức là mấy cái ting 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 đó, kiểu vậy các bạn. Nhạc phong khá hiện nay mà đúng không? Rồi mình kết hợp lại nè. Ok, các bạn nghe không? Mình thấy cái phần màu vàng của mình ấy các bạn, tức là mấy cái nó khá tốt rồi. Nhưng mà còn cái phần màu tím của mình đánh piano ở trên ấy, để mình tạo dây điệu á, thì nó rất là dở luôn. Thế là mình sẽ xóa sạch hết nha các bạn, mình sẽ viết lại từ đầu luôn, để cho nó hợp với lại cái màu vàng của mình. Ok, tức là nó sẽ nhanh và nó cũng có giai điệu lặp đi lặp lại ha các bạn. Kể nó mang tính chất là nghe bùng cháy là chính các bạn. Còn cái hồi nãy của mình nghe nó rất là loạn luôn. Rồi, các bạn nghe được không? Mình thấy như vậy nó khá là đúng ý mình rồi đấy. Ok, các bạn nghe tiếng piano không? Các bạn đừng lẫn lộn vô cái màu vàng nha. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe thử lại nha. Ok, khá là ổn ha. Rất là ổn luôn ấy. Nhưng mà như đây thì chưa đủ. Mình sẽ tạo cho nó một cái khúc cuối mà nó có thể nối liền với lại khúc đầu luôn nha. Và đây là thành quả thứ hai. Ok, cái piano mình thấy khá là hợp nha. Ok, nhưng mà đến phần cái màu vàng, cái bùm ch, bùm ch, bùm ch các bạn. Đây cái này nè, thì nó lại quá không hợp các bạn. Nên là mình quyết định đó các bạn. Ở trong cái chỗ này á, hay gọi là cái app đi, thì nó sẽ cho các bạn một số cái âm thanh free các bạn có thể dùng. Và nói chung nó sẽ không đánh bản quyền, thì mình cũng sẽ được phép dùng đó các bạn. Đối với một thằng không biết nhạc lý như mình thì đây là một sự cứu rỗi. Mình thấy làm việc này nó đỡ hơn là chúng ta dùng AI để tự tạo nhạc nha. Tất nhiên là mình cũng phải có giai điệu chính là mình tự làm rồi. Vậy thôi. Wow. Yeah. Yeah, ok, các bạn thấy thành quả không? Mình chọn lại của anh ta, cái nó rất là hợp với cái giai điệu của mình luôn. Yeah. Giống như nhạc điện tử ấy các bạn, điện tử phong. Wow, được phết các bạn, mình rất là hài lòng luôn. Nhưng mà mình thiếu đi cái phần nói, nên là mình sẽ kiểu làm dài ra tí cho nó hợp với cái màu vàng ấy các bạn. Ok,
Các bạn nghe đoạn cuối nè. Ok, nó phải hợp với trùng thời điểm kết thúc với lại cái đó các bạn. Wow. Ok, ngon. Mình sẽ chốt cái này nha. Mà trong cái phần đó các bạn nghe nó hơi bị lố một cái thanh bùng, nó hơi trùng xuống các bạn. Chứ là cái chỗ mình đang để chuột ấy, cái chỗ này nó hơi bị sai cái thứ mình không cần, nên là mình sẽ xóa đi cho nó hợp lý hơn. Lấy của người ta nhưng mà mình cũng sẽ sử dụng lại cho chính mình đó các bạn, chứ không phải cái gì mình cũng lấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ lấy cái phần nhạc, cái giọng ấy các bạn, để ghép vô cho cái bài của mình nó thêm cháy. Thì cái giọng mình lấy ở đây á là cái giọng của mấy ông hot một thời các bạn, mấy ông các bạn. Và sau đó thì mình sẽ chọn cái phần đệm cho cái nhạc phong của mình, kiểu người ta sẽ tự tạo cái các bạn. Nó cũng giống như cái màu vàng nhưng mà nó cũng là một phần khác ấy các bạn, mình không biết giải thích sao, nhưng mà mình sẽ lựa theo kiểu đó. Và ở trong cái chỗ Bandlab này nó cũng cho các bạn xài free, miễn sao là các bạn biết cách phối hợp lại với nhau, cũng như là các bạn ghép nó thành một sản phẩm lớn thì người ta sẽ không đánh đổi quyền các bạn đâu, và các bạn được phép xài ha. Nhưng mình nghĩ là nếu như bạn biết nhạc lý thì bạn cũng nên tự tạo cái này ha, còn mình thì sẽ không, tại vì mình có biết gì đâu các bạn. Ok, các bạn nghe thuận tay không? Nãy giờ mình mò ghép lại mấy cái âm thanh lại với nhau ấy. Sửa lại một tí nữa các bạn ơi, để cho nó hoàn thiện hơn. Thì cái bước này cũng là gần như là bước cuối cùng của mình trong việc hoàn thiện cái này rồi. Thế nên là chúng ta chỉ cần đợi thành quả cuối cùng và check xem nó như thế nào ha. Và nếu như bạn đã xem đến đây rồi thì đừng quên để lại cho một like ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khúc dạo đầu các bạn ơi, chúng ta sẽ go. Nhạc phong các bạn ơi. Ok, có voi nha. Wow. Ok. Ok, các bạn muốn nghe cái nhạc tiếng là mình tự tạo ha, thì mình nghĩ cái đó là chiếm một phần lớn luôn ấy. Có cái đó thì mình thấy nó như là mang linh hồn cho đến bài hát này luôn các bạn, hoặc là nó mang dấu hiệu là của mình các bạn. Ok, and ok, các bạn thấy thế nào? Rất là hay luôn ha. Ok, sau khi xong thì mình nghĩ là mình sẽ edit một cái video để mình sẽ thực hiện một kế hoạch gửi cho các anh chị ca sĩ. Thì mình sẽ có hai bản kế hoạch, làm xong cái phần edit này mình sẽ bảo cho các bạn nha. Rồi, up lên YouTube nè các bạn, các anh chị nhận xét giúp em mà hi hi. Và cái này mình sẽ ghi caption như vậy thôi các bạn. Và chúng ta sẽ đến với kế hoạch của mình nó sẽ như thế nào ha. Đây chính là lý do mình up cái video này trên YouTube, và mình sẽ để ở chế độ không công khai. Các bạn có thể thấy ở đây là không được xem, tức chế độ không công khai là mình chỉ cho phép những người nào được phép vào để xem. Mình sẽ gửi cho những ca sĩ qua Gmail, và tất nhiên là nếu như họ xem thì cái này sẽ hiển thị một lượt xem. Để tránh cái trường hợp đó là lượt xem của mình do mình đi kiểm tra nhiều, thì mình sẽ không xem cho đến ngày mình up cái video này lên. Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem kết quả nó sẽ như thế nào ha. Và đây, cách chính của mình vẫn là gửi như bình thường. Mình sẽ lấy anh Sơn Tùng NTP để làm một cái ví dụ. Ở đây có email đúng không các bạn? Tại vì các bạn kêu mình là gửi email nó dễ hơn Facebook ấy, nên là mình sẽ gửi bằng email chứ không phải gửi qua Facebook nữa, để thử luôn ha. Thì mình vẫn sẽ ghi đến nhạc cho anh Tùng nghe. Thì đây chính là cái nơi mà cái trường hợp đầu tiên á các bạn, cái kế hoạch đầu tiên của mình bắt đầu. Nếu như anh ấy thực sự xem thì nó sẽ cộng một lượt xem nha. Và mình sẽ gửi cho 100 ca sĩ như thế. Và mình xin phép các bạn là mình sẽ không sâu toàn bộ 100 ca sĩ rõ ràng và những đoạn trái mình ghi. Tại vì ở video lần trước mình có làm như vậy đối với một người nổi tiếng, dù nó chỉ là nhỏ thôi các bạn, thì mình cũng đã gây cho người ta một số cái phiền phức nho nhỏ. Và thực sự là mình thấy khá là áy náy các bạn.
Thế nên là gia mình sẽ không để Gmail của những 100 ca sĩ này lên cho video của bạn. Bạn muốn thì bạn có thể tự tìm ha. Và để tránh cái trường hợp là sau này mình không biết là cái nhỏ xíu đó nó sẽ ảnh hưởng đến người nào mà có khi nó sẽ to hơn nữa, nên mình sẽ chặn trước ngay chỗ đó luôn nha. Các bạn chỉ cần biết là mình đã gửi cho 100 ca sĩ, và có người mình biết và có người mình cũng không biết nữa các bạn, cho đủ 100 thôi. Và sau đó thì mình đã đợi rất nhiều lần, rất nhiều ngày. Và đây chính là thành quả sau những nỗ lực mình đã đợi. Về phần Gmail mình gửi cho 100 nghệ sĩ, 100 ca sĩ ấy, thì mình không nhận được một Gmail phản hồi nào cả. Tất nhiên rồi, nó cũng chỉ là một biện pháp thôi các bạn ơi. Và mình cũng không chắc rằng là mình sẽ được. Tuy nhiên, nhưng các bạn biết cái phần mềm, cái app mà mình sử dụng để làm nhạc không? Đó chính là cái Bandlab. Và trên đó nó cho các bạn up nhạc của các bạn tùy thích lên. Nó giống như YouTube nhưng mà là về mảng nhạc ấy các bạn. Thì mình đã có up thử lên đó. Nhưng ai ngờ đó các bạn, một nghệ sĩ có tên là Dylan Drow, mình không biết mình đọc đúng không các bạn, với 70.000 follow và gần 1 triệu lượt thích trên cái nền tảng Bandlab này, anh ấy đã nghe nhạc của mình và ấn tim. Bạn không tin hả? Đây, thì nãy giờ mình sâu luôn rồi các bạn ơi. Wow. Ok. Xin lỗi các bạn, mình hơi tự mãn các bạn ơi. Thực ra là mình không biết nói gì, nhưng mà mình thực sự rất vui luôn ha. Bây giờ thì mình đang lòng tiếng lại cái đoạn này thôi. Tuy nhưng mà thực chất mình lúc mà nhận được tim của anh này, mình thực sự vui luôn ấy các bạn. Và mình cũng không biết nói gì hơn nữa. Video này mình đã không clickbait rằng mình đã thành công, mà thực sự mình đã thành công luôn. Nên là cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng là một trong những người nghệ sĩ mà mình rất muốn các bạn nghe được nhạc của mình ha. Và nếu như bạn muốn nghe full bài, một là có voi, hai là không voi, mình thì mình khuyến khích các bạn nghe bản không voi hơn nha. Ở cái kênh ZT Nubble của mình ấy, thì các bạn có thể nghe nha. Ở dưới phần bình luận các bạn có thể nghe. Và chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp các bạn video sau. Bye bye. Cho bạn nào lười thì mình để cái bản không lời ở đây luôn.